Dạ mọi người, đây là sư phụ ha, đang chuẩn bị để mấy cái đèo heo đèo cúng 12 giờ. À, cúng 12 giờ mọi người. Đó, đây sư phụ. Năm giờ rau yếu, năm nay khỏe. Thì ông cũng phù hộ đó mọi người. Mọi người thì ông sư phụ đã làm hết mấy năm cái đèo đỡ cúng ông này mọi người. Đó. Dạ con lỗi đó. Thì bây giờ quay chia sẻ cho chị đồ á, cái này là cũng là 22 cúng lần rồi. Cô Dung á, cô Dung bánh canh lắm rồi. Cái này chưa đủ nha mọi người, này còn rất là nhiều đồ, để mở cái dạng sơ thôi mọi người. Mấy chị bên này nó đang giúp tiền cái bên. À, đây là chị Hà, biết khó. Trời ơi, trời nói ta đi bỏ cái tay xuống, để không ta chốc nặng. À, đây là... tên gì em? Sư đệ. Tên gì ở đâu? Tên Men. Ở đâu? Tiền Giang. Nè mọi người, đây là đệ tử của Mốt luôn. Đã từ cái bè Tiền Giang lên hàng năm về phụ Đình Bình Thái và Đình Bình Triệu luôn rồi. Thì Bình Thái cũng đã xong rồi. Sao Bình Thái giờ qua Bình Triệu nữa là lúc. Cái này là chuẩn bị rồi nấu cháo rồi cúng mọi người. Thì không đều heo thì có cháo không mọi người. Mình chia làm tam ha, chiên về nấu chay nha mọi người. Đó. Đạo sáng đã làm chay rồi. Đang nấu cháo heo. Đang này đang nấu, làm chuẩn bị nấu cháo lòng nha mọi người, lòng heo ha, đỡ cúng nha mọi người. Đó. Bây giờ mình chia sẻ cho mọi người ha, lúc bây giờ là nó hơi rảnh rảnh tí thôi mọi người. Nhưng mà giờ nó vẫn chưa ăn chiều nữa mọi người. Đang lu bu lắm mọi người. Đang chuẩn bị vàng mình cổ rồi 8 giờ rồi kia nó cúng mà. Chết lên chưa? Đâu có để ta làm tầm lạnh như mà dớt ra đi coi nó nguội đi, nó nguội này nó chiên được. Đây đem xong cũng mà nướng nha mà. Nó làm lạnh. Cái khu vực đó là con phí mà. Cháo này là thịt chứ có gì đâu, một cúng rồi, nấu cháo rồi, cháo nấu đường, chảo nấu đường ngon rồi. Ăn rác lâu bu lắm, nó còn quá là nhiều thịt. Mình nấu cháo heo bằng cháo lá sen. Cháo ấy á. Cháo này cháo làm là cúng nha mọi người. Nó nấu là phải sư phụ phải đứng canh coi theo thứ tự nha mọi người. Đây đây mọi người, đây là những đồ cúng á, làm lanh rồi. Rồi cũng đã làm xong hết rồi, đây là những cái đồ bị cúng nha. Đây là thấy là trưa như là đồ đãi là sáng mai mới là đây là đồ cúng khu vực nhà bếp nha mọi người, nhà bếp rất là sạch sẽ nha mọi người ha. Đó bếp rồi rất là sạch sẽ, ok dọn dẹp chè bữa đâu rồi đó hết nha mọi người. Thoáng mát nha mọi người, kia bên ngoài kia là bờ sông nha mọi người. À, trên kia là mình ở đây khu nhà bếp luôn rồi, ở trên khu vực đó là mình chưa có lên, ở lúc nào rảnh rảnh thôi, mình sẽ quay trên đó cho mọi người xem ha.